Thì món tắc kè nhỉ? Tắc kè xịn đấy phải không? Kè núi đá đấy phải không? Tắc kè này là nó không phải là hoa đỏ. Con này bán bao nhiêu tiền một con? Bán 100 một con. 100 một con. Mang về để ngâm rượu. Để cho cái kia nó phấn khởi. Đúng. Cái chim nó to. Đấy, chim to luôn. Đấy, hôm nay chả chim mưa quá nhỉ. Chim này dài hơi ít. Vẫn có một số loại chim. Nó hơi to bằng này mà. Cái gì? To bằng này mà. Đây con hỏi mì của ai đây? Em đang xem giá đất của ai đây. Hôm nào em mua con kia chưa? Mua, vẫn đang ở nhà ăn luôn. À. Con này cũng hơi nhát đúng không? Con trống à? Con này được bao nhiêu tháng rồi? Chắc mấy tháng. Ờ, mấy tháng. Em chim chỉ chưa tầm hỏi mì mới thiếu được à? Em à? Thế thôi. Thỉnh thoảng ra gặp con đẹp này. Đây cũng toàn áo mi rồi nhỉ? Đấy. Xem. Lại này à? Đây này là kè than này anh. Than luôn nhỉ? Ấy, đây. Một số kè than non này của ông à? Cho cháu quay con. Bay bay lên anh. Bay giờ. Bay rồi đấy. Đây. Bay rồi con kia bay. Con này còn mấy ngày tuổi đâu ông nhỉ? Chiu. Ô đây con này con chim gì đấy ông? Đây là con phượng hoàng rồi. Con phượng hoàng con phượng hoàng phiên trước cháu mua hai con mà. Hai con chưa về bây giờ đói ăn lắm rồi. Phượng hoàng đất. Con này con cú mẹo hay sao ông chả? Hả? Con này con diều hâu á? Diều hâu non á? Phải không ạ? Phải không? Nhìn như con đấy nhỉ? Con này là tổ đó, đây là tổ nó mới có 4 con này. À, cả tổ cũng có 4 con. Diều hâu. Trời, hôm đó em vừa mua rồi. Vừa mua hàng một đôi gì đó. Ở đây bên này còn 2 con già. 2 già, đây để xem 2 con già phát nào. Đây, đây. Đây. Bên này có 2 con kim phượng hoàng. 2 con này nuôi lâu chưa anh? Con này già mà vương nhỉ? Hay người ta mới nuôi con này là chăn gì anh? Cám. Cám gà đấy à? Nó ăn thịt không nhỉ? Con nào là ăn hết. Quả gì ngoan? Quả gì ngoan? Hôm nọ em vừa mua được một đôi phượng hoàng nhỏ mà không biết là chăn cái gì. Con thầy á? Con thầy em ăn. Con này nuôi được bao nhiêu lâu rồi chị? Được 20 ngày. 20 ngày bằng này á? Hả? À không phải. Bắt nó từ lúc nhỏ đi. Nó biết hót rồi. Ăn ạ. Tức là con này ăn cả thịt, ăn cả hoa quả. Ăn thịt, ăn hoa quả. Con này gọi là phượng hoàng. Con này chỉ phượng hoàng. Phượng hoàng đất. Đất kìa. Con này là con loan phục ấy. Đấy, bao nhiêu. Lấy bao đấy. Tôi đi bao cả na đẹp nhờ, nhìn nó màu đẹp nhờ. Đây bán con này đi về, con này nuôi đẹp, con này vương. Nó hỏi bán bao nhiêu? Hỏi bao nhiêu á? Ở 300. 600 một đôi á? Ừ. 300 một con ạ. Con này thì nhìn nó đẹp, đuôi dài nhỉ? Đuôi dài này. Nhưng con này đuôi cũng chắc là dễ thôi. Ăn ăn chuối ăn gì ăn. Ăn cá hết rồi. Cái gì cũng ăn hết. Lấy đi. Đúng một tháng rồi. Tháng nó kiểu đó. Chưa mua người ta đâu. Trộm hàng đất. Nói chung là con này là chim khá là, nếu mà nuôi thần là nó ác phết đấy. Nuôi thần nhưng được cái là màu đẹp nhỉ? Màu đẹp. Mỏ đỏ. Chân đỏ. 600 nghìn đô, 400 nghìn một con. Lấy đi em, lấy đi. Hôm nọ em cũng mua một đôi nhưng mà giờ chưa biết chăm sóc kiểu gì. Đây đôi cái tôi chỉ chăm sóc đấy. Xem. Bà mi. Nay giờ đã chim là mưa quá cho nên hai con này của bác nào, bác ạ?
ngó cho văn phát phần đấy nhỉ. Xa này không sợ đâu, ăn trống hết rồi nhỉ. Mãi chứ mãi á, họ nghĩ sẽ lại con trống gần nhau được à. Hai một mãi một trống không dạ. Này không đông lắm à, hôm nay ít chim. Chim sổng hay gì hắn nhưng sao khó đi. Hôm nay còn có lồng sừng trâu không? Vẫn chưa có lồng sừng trâu. Rồi mà giờ này là ông chuyên kinh doanh chim ấy nhỉ. Giờ này trâu nó không chết. Trâu không chết. Giờ này phải mới lo mổ bắt ra cái sừng trâu nhiều. Con này chú mang ra bán hay mang ra chơi? Ông giờ này em. À con kia là 500 lít. Con này ăn? Con mát à? Con này bán đấy à? 5 lít. Cái này của chú ấy đấy phải không? Cái này đi chú à? Đúng. Ông bây giờ lại chuyên kinh doanh chim nhỉ. Nếu mà lấy hết cả bằng này. Còn con này bằng này. À chờ một chút. Nhưng mà lấy hết thì bằng này rồi. Đây các bạn. Hôm nay con này là con này về phiên trước ông bán được mấy con đấy nhỉ? Hả? À, phiên trước bán được mấy con nhỉ? Bán hết mà. Bán hết cả. Cái này lại sưu tầm được khá nhiều rồi. Năm con bán hết. Đợt này rẻ hơn à? Vẫn thế chứ phải không? Cái này nó bị cắt vào à? Không sao đâu. Nó phải như này mới đúng chứ. Đúng rồi. Ông kia gửi tiền cho chứ. Bé tí thôi, tới vào đâu nó hai cái phải sáu sò nữa. Cái này ra phát là cái ra ngay. Cửa lồng hơi nhỏ đúng không? Mà nếu mua hai cái rồi mua tướng nó cái tí tay cũng thò vào được. Thế bây giờ rút kinh nghiệm ông phải làm người ta tận đây đi. Cái nào? Đây này. Cái này. Năm trăm mà 500 thôi. 500. Cái móc ông làm đồng khá đẹp. Cửa bé quá. Sao giúp kinh nghiệm làm to này đi nhỉ? Thôi được rồi, tôi mà không lấy được tôi về tôi cắt cái phá đi. Cắt cái cửa đi. Cửa làm kiểu này rồi. Đấy làm đúng rồi, làm cửa to kia. Cắt đi mà, cắt được giờ tháo đi cái gì khó. Cái lúc cho thức ăn ấy mà nó khó tay to. Cái hú này của ông là ủi cái lồng này đẹp luôn nhỉ, nặng nhỉ. Hú tốt đấy. Vô cái lồng đẹp bay lên. Con đấy. Màu. Cái chào màu đấy nhỉ. Ừ, có gì báo luôn nhé, vì mình đang chợ thì không thì để luôn này.